Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui an lành trong cuộc sống luôn. Thì hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo một số cây bên Sơn giao lưu. Thì trong quá trình mình xem, nếu cây nào ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn nha. Mỗi cây bên Sơn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu thì bên Sơn sẽ để trong phần bình luận. Còn nếu nhà mình không xem được trong phần bình luận thì liên hệ với Sơn, nhắn tin cho Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn nha. Và tất cả các cây Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm góp vào cái quỹ Gieo Hạt Lành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh luôn. Rồi, cây này có mã số là 130. 130 là một cây sen sản tàn trinh thiên nhiên. Cây này có chiều cao là 30, tán rộng là 55. Sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Cây này nó có cái cành huyền rất là đẹp luôn. Cành huyền rất là ok luôn nha. 250k bao ship. Nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 132. 132 là một cây kim tiền phong thiên nhiên, dáng trực luôn nha mình. Cây này thì Sơn xin giao lưu 200k bao ship luôn. Sơn giao lưu nhanh luôn. Hoàn 10. Cây cao là 68. Mã số 132, 200k bao ship luôn nha mình. Nhưng mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ Sơn luôn. 132, 200k bao ship. Là một cây kim tiền phong thiên nhiên luôn. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi mã số 133. 133 là một cây kim tiền phong thiên nhiên. Cây này liền cốt luôn. Tổng hoành là 45. Cây cao là 60. Cây này có bộ đế cũng rất là ok luôn. Sơn xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha mình. Mã số 133, 350k bao ship. Cây này mình làm phong thiên nhiên cũng rất là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 134. 134 là một cụm kim tiền liền cốt. Sơn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Cụm này có hoành 44. Cây cao là 60. Sơn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Mã số 134. Cụm này liền cốt, sống khỏe luôn. Về mình chỉ cần tháo cái bọc này ra và thêm chất trồng thôi. 50 sơ dừa, 50 cát với đất và tro trấu cho nó tơi xốp luôn nha. Và mình bón thêm các loại phân kích rễ như là N3M, Rod, Atonit luôn. Và mình lưu ý là chỉ bón phân hữu cơ thôi nha. Chứ mình bón phân gốc hữu cơ của Việt Nam mình là ra đi luôn. Đó. Ví dụ chuyên gia thì được, chứ mà còn bình thường mà mình dùng ba cái NPK của Việt Nam hoặc là phân lân, phân lạnh gì đó là knock out liền. Đó. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 135. 135 là một cụm sen sản tàn trinh thiên nhiên. Cây này nó giống như nó thành phẩm rồi nha mình. Đó, chi tàn rất là già luôn. Cái này về mình chỉ cần lên cái khay nữa là ok thôi. Chứ không cần mình uống tỉa gì nhiều nữa. Mình dùng cái form thiên nhiên này luôn. Đó, chi tàn rất là già luôn. Cái này là do dê cừu rồi nó làm á nha mình. Tại vì khi mà lọc non nó vừa ra, bắt đầu dê cừu nó cứ cạp nó ăn. Nó dần ngày này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ là bắt đầu là nó sẽ cùn. Nó cùn nó tạo một cái độ già, cái độ côn cho cái cây rất là nhiều luôn. Rồi 700k bao ship là một cụm sen sản. Cụm này thì nó không liền cốt nha, nhớ cùng bể đất tự nhiên luôn. Rồi Sơn sẽ đo chiều cao. Chiều cao là 60. Tán rộng là 90. Bầu đất hiện tại là 50.
Sơn xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 135 700k bao ship. Là một cụm sen sản tàn riêng thiên nhiên, chi tàn rất là già luôn, nó giống như thành phẩm luôn nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo ủng hộ Sơn luôn. Rồi Sơn xin qua cái này luôn nha.